Theo công ty điện lực Kiên Giang, hiện nay đang xảy ra tình trạng giả nhân viên điện lực gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để trục lợi hoặc có dấu hiệu lừa đảo. Ông Khu Giang Quang, phó giám đốc công ty điện lực Kiên Giang cho biết, khách hàng phản ánh đến công ty điện lực Kiên Giang có các số điện thoại lạ có qua đầu số là 033 092 088 hoặc 056 gửi đến tự xưng là điện lực. Người gọi thông báo là nhà chưa thanh toán tiền điện và đe dọa các điện. Sau đó chỉ dẫn khách hàng chuyển tiền điện theo đường liên lạ hoặc tải áp theo đường liên. Có trường hợp các cuộc gọi đến tự xưng là nhân viên điện lực và hỏi đã thanh toán tiền điện chưa. Khi trả lời đã thanh toán thì nhận được yêu cầu chụp hình quá đơn gửi cho đối tượng qua Zalo. Đối tượng gửi lời mời các bạn sau khi kết thúc cuộc gọi, có thể nói đây là một hình thức mạo danh nhân viên điện lực để lừa đảo. Nếu các bạn và trao đổi thông tin qua Zalo với đối tượng này sẽ tiềm ẩn các nguy cơ như là kẻ xấu sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, các tài khoản cá nhân khác. Mọi thắc mắc về dịch vụ điện, khách hàng hãy gọi ngay đến số điện thoại nóng của Tổng đài Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Nam 1900-1006 hoặc 1900-9000.